năng u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo cô đa pa ni tăng cô pa ni năng đúc sa sa môn đa vô a di gia ác chăng băng chỉ mê phía ca về bụt bê a ra nụ su tê su thâm mê su chạc khum u đa pa ni nhã năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lo cô đa ni tăng cô pa ni năng đúc sa sa môn đa vô a di gia sáp chăng và hỷ năng thị mê phía ca vê bụt bê a ra nụ su tê su thâm mê sự chạc khâm đa pa ni nhã năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lô cô đa pa a ra nụ su tê su thâm mê sự chạc khâm u đa pa ni nhã năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi cha u đa pa ni a lô cô đa pa ni tặng khô pa ni đăng đúc cà ni rốt thô a di gia sát chăng sát kỳ ta tăng thị mê phước ca vê bụt bê a ra nụ su tê su thâm mê sự chạc khâm u đô pa ni nhã năng u đô pa ni pa nha u đô pa ni vi cha u đô pa na lô cô u đô pa đăng đô cà ni rốt tha ga mi ni pa thi pa đam a di gia sát chăng thị mê phước ca vê bụt bê a ra nụ su tê su thâm mê sự chạc khâm u đô pa ni nhã năng Udapa ni panya, udapa ni vicha, udapa ni aloko, udapa ni tangko, panidang duk, kaniro, taga, mini, patipadam, arija sakyang, pa, betap, bang, time, pikagwe, bupbe. Aranu, sute, sutame, suchakum, udapa ni nyanang, udapa ni panya, udapa ni vicha, udapa ni aloko, udapa ni tangko, panidang duk, kaniro, taga, mini, patipadam, arija sakyang, pa, betang, time, pikagwe, bupbe. Arano sute su tham me su cha khum u da pa ni nha nang u da pa ni pa nha u da pa ni vi cha u da pa na lo ko da pa ya va ki văn cha me phi ca ve i me su cha tu su a ri ya sắc che su e văn ti pa re phat tăng đo de sa ca răng ya tha phụ tăng nha na da sa năng na su bi su thăng a ho su nei va ta va hăng phi ca ve sa de va ke lo ke sa ma re sa pram me ke sa su ma na pram ma ni ya va cha ya sa de va ma nu sam ya nu ta rang sam ma sam bo thin a phi sam bu tho bạc chẳng nha xin giả tô cha khô mê phi ca vê y mê su cha tu su a ri ya sắc che su e văn ti pa re va tăng đo de sa ca răng thao phụ tăng nha na da sa năng su bi su thăng a ho cha ta hăng phi ca vê sa đề va kê lô kê sa ma ra kê sa pram ma kê sa sin na pa pram ma ni ya ba cha ya sa đề va ma nu sam ya nu ta răng sam ma sam bồ thiên na phi sam bồ thô bạc chả nha xin nha nan cha pa nê mê đa sa năng u đa pa na cup pa mê vi mu ti a ya mang chi ma cha thi nát thi đa di bồ nắp pha vô Ti đà ma vô cha phá gá qua át tà ma na băng cha phá gí gia phí khu phá gá qua tô phá sư tăng a phí nặng đúng im ác minh cha bá na vệ gia kà ra na ác minh phần nha ma nê a gia sma tô cộng đàn nha sư vi ra văn vi tà ma lăng thăm mà chạc khum u đá pa ni văn kinh cha sư mô đa dạ thăm măng sắp băng tăng nè rô thăm thăm măng di ba quát thi tê cha phá gá qua ta thăm mà chạc kê phụng ma đê ba sát đà ma nô sa vệ sum ê tăng phá gá qua ta ba ra ni si văn y si pa ta nê mi ca đà dê a nô ta răng thăm mà chạc tăng ba va ti tăng áp ba ti va ti văn sam ma nê na va prát ma nê na va đê vê na va ma rê na va prát mu na va kê na chê lô cát min te phụng ma năng đê ba năng sát đăng su toa cha tu ma ha ra chi ca đề va sát đa ma nu sa bệ sum cha tu ma ha ra chi ca năng đề va năng sát đăng su to ta va tim sa đề va sát đa ma nu sa bệ sum ta va tim sa năng đề va năng sát đăng su to dạ ma đề va sát đa ma nu sa bệ sum dạ ma năng đề va năng sát đăng su to tu si ta đề va sát đa ma nu sa bệ sum tu si ta năng đề va năng sát đăng su to niệm ma na ra ti đề va sát đa ma nu sa bệ sum niệm ma na ra ti năng đề va năng sát đăng su to para niệm mi ta va sa va ti đề va sát đa ma nu sa bệ sum para niệm mi ta va para niệm mi ta va sa ma ca đề va sát đa ma nu sa vệ sum ê tăng phá gá quá ta ba ra nê si văn ít sa pa ta nê mi ca đa dê a nu ta răng thăm ma chắc khăm ba va ti tăng sa ba vi ti a pa ti va ti văn sam ma nê na va prát pa nê na va đề vê na va ma rê na va prát mu na vê ca chi lô ca s mi ti
ti ha te na khan e na te na mu hu te na ya va pra ma lo ka sa do a phung ga chi a yang cha da sa sa ha chi lo ka tha tu sang kam pi sam ba kam pi sam ba ve thi a pa ma no cha u la ro u pa so lo ke pa tu ra ho sa ti kam me va de va nang de va nu pha văn a ta khô pha ga wa u da nang u da ne si an nha si va ta khô cộng da nhô an nha si va ta khô cộng da nhô chi ti ha đăng a ya sma to cộng đa nha sự anh nha cộng đa nhô tuệ và na măng a hô si tí à. Kính thưa sư phụ, là con đọc xong bài Chuyển Pháp Luân và con xin trao mai lại cho đạo tràng vì có sự đẹp vào và chân thành tri ân chi vị đã đóng tại nhà. Con xin trao mai lại cho sư phụ Thanh Tâm hoặc là Nguyên Như không có đây. Dạ. Dạ, xin trao ma cho Nguyên Trang. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con Nguyên Trang, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhamma de sana ya janagatha Brahma chaloka tipati sahambati katanjali antivarang aya chatha santi tasaktaparacak Kachatika deise tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin vinayan chakayan suttan chapan tham apitham bachamang akutayanto chatusak chadandang pappo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn nằm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những địa ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân tích, cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ, con xin xuống mít. Kính đến lễ Thầy Đức Thanh Tâm, Thầy Đức Nguyên Thông, và xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học hết cái phần việc hỏi và trả lời các câu hỏi của Đức Vua Milinda. Milinda Panha Nang Pucha Chach Chana. Trong cái phần chính văn này nó có khoảng 2 trang thôi, chưa có đề cập chính thức vào
cái câu hỏi nào hết thuộc về pháp, chỉ là giống như cái nguyên sự thôi. Kể đến cái sự việc sau khi mà đã đến cái thời điểm phải lễ để nghỉ ngơi rồi, thì sau đó Đức Vua Milinda và Ngài Nagasena đã chia tay, ai về trú xứ đó. Thế rồi qua ngày hôm sau, Đức Vua mới an nghỉ để mà thỉnh cầu Ngài trưởng lão Nagasena chấp nhận về cái sự cúng dường rất là hậu hĩnh. Rồi, nó chỉ là như vậy thôi. Không biết cô Nguyên Trang có trước mặt cái bản chánh văn hay không? Nếu như có thì đọc dùm sư. Việc hỏi và trả lời các câu hỏi của Đức Vua Milinda. Mở đầu bằng vị trưởng lão đã nói rằng Tô Đại Vương, Đại Vương có biết bây giờ là giờ nào hay không? Rồi, cho đến dứt cái phần là như vậy, hai bậc khủng long ấy đã tùy hỷ việc đã khéo ăn nói với nhau. Tới đó là hết. Rồi còn cái phần tiếp qua phần sau, mở đầu các câu hỏi về đối chọi, thì lúc bây giờ mình sẽ học ở trong cái buổi học khác. Nếu mà học qua thì nó cũng lỡ cỡ quá. Rồi bây giờ xin mời cô Minh Trang. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc phần chánh văn. Việc hỏi và trả lời các câu hỏi của Milinda. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, Ngài có biết bây giờ là giờ nào không? Tâu Đại Vương, đúng vậy, trẫm biết. Lúc này, canh một đã qua, đang là canh giữa. Các ngọn đuốc được thắp sáng. Bốn ngọn cờ đã được truyền lệnh kéo lên. Các vật dụng của hoàng gia từ nhà kho sẽ đến. Những người vô ná cá đã nói như vậy. Tâu Đại Vương, Ngài thì khôn ngoan, còn vị từ khu là sáng trí. Này các khanh, đúng vậy, vị trưởng lão là bậc sáng trí. Người như vậy có thể là dạy học. Và người học trò như trẫm không bao lâu nữa sẽ trở thành bậc sáng trí, có thể hiểu được giáo pháp. Được hoan hỷ với lời giải thích các câu hỏi của vị ấy, Đức Vua đã choàng lên vị trưởng lão Nagasena tấm mền len trị giá 100.000 rồi nói rằng: Thưa Ngài Nagasena, kể từ hôm nay, trẫm sẽ cho chuẩn bị 108 phần ăn dân ngài và bất cứ vật gì đúng phép ở nội thành, trẫm thỉnh cầu ngài về vật ấy. Tâu Đại Vương, tôi vừa đủ sống. Thưa ngài Nagasena, trẫm biết ngài vừa đủ sống. Tuy nhiên, xin ngài hãy bảo vệ bản thân. Và xin Ngài hãy bảo vệ trẫm. Ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là Nagasena đã tạo niềm tin cho Đức Vua Milinda, nhưng đã không nhận được vật gì. Ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là như vậy. Ngài hãy bảo vệ trẫm nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là Đức Vua Milinda đã được tịnh tính mà không bày tỏ biểu hiện đã được tịnh tính. Ngài hãy bảo vệ trẫm nghĩa là như vậy. Đại vương tử loài thú bị ném vào trong cái chuồng bằng vàng, nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa ngài, tương tự y như thế, trẫm giàu sống ở gian nhà nào đó,
tuy trọng tồn tại, nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa Ngài, nếu trẫm có thể rời nhà xuất gia, sống không nhà, trẫm không thể sống thọ vì trẫm có nhiều kẻ thù. Khi ấy, Đại Đức Nagasena, sau khi trả lời câu hỏi của Đức Vua Milinda, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về tu viện của hội chúng. Và khi Đại Đức Nagasena ra đi không bao lâu, Đức Vua Milinda đã khởi ý điều này. Điều gì đã được ta hỏi? Điều gì đã được Ngài Đại Đức trả lời? Khi ấy, Đức Vua Milinda đổi ý. Điều này, tất cả đã được ta hỏi đúng đắn. Tất cả đã được Ngài Đại Đức trả lời đúng đắn. Khi đi về lại tu viện của hội chúng, Đại Đức Nagasena cũng đã khởi ý điều này. Điều gì đã được Đức Vua Milinda hỏi? Điều gì đã được ta trả lời? Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã khởi ý điều này. Tất cả đã được Đức Vua Milinda hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ta trả lời đúng đắn. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Đại Đức Nagasena vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ ngủ của Đức Vua Milinda. Sau khi đến, đã ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã đảnh lễ Đại Đức Nagasena, rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Mong rằng Ngài Đại Đức chớ khởi ý như vậy. Chính vì Nagasena đã được ta hỏi câu hỏi, rồi do tâm hoan hỷ đã không ngủ trọn đêm qua, xin suy xét như vậy. Thưa Ngài, trọn đêm qua trẫm đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được ta hỏi? Điều gì đã được Ngài Đại Đức trả lời? Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn. Tất cả đã được Ngài Đại Đức trả lời đúng đắn. Vị trưởng lão cũng đã nói như vậy. Mong rằng Đại Vương chớ khởi ý như vậy. Chính vì Đức Vua Milinda Nagasena đã được ta trả lời câu hỏi, rồi do tâm hoan hỷ đã thức trọn đêm qua, xin Ngài đừng suy xét như vậy. Rồi do tâm hoan hỷ đã thức trọn đêm qua, xin Ngài đừng suy xét như vậy. Thưa Ngài, trọn đêm qua tôi đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được Đức Vua Milinda hỏi? Điều gì đã được ta trả lời? Tất cả đã được Đức Vua Milinda hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ta trả lời đúng đắn. Như thế, hai bậc Khổng Long ấy đã cùng tùy hỷ về việc đã khéo ăn nói với nhau, việc đã hỏi và câu trả lời của Đức Vua Milinda được đầy đủ. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần chánh văn, và sau đây con kính nhân mít lại cho sư hy niệm, sư có thể giảng dạy bài học hôm nay ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe xong cái phần chánh văn. Tuy đó chỉ là nói về cái diễn tiến sau khi cái thời điểm mà đã thích hợp để mà nghỉ ngơi, sau đó họ nghĩ về nhau như thế nào, sự tỉnh tính của Đức Vua bằng cái cách Ngài bày tỏ tấm lòng của Ngài với những cái vật dụng dân cúng, nó rất là hậu hĩnh, nó rất là thù trắng. Tuy chỉ là cái sự việc như vậy thôi, nhưng mà ta nên nhớ một điều thế này. Thật ra bất cứ một cái chuyện gì á, dù nó là đơn giản nhất, nó cũng có được cái ý nghĩa của Pháp ở trong đó. Cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta có đủ cái khả năng để mà mình nhận theo cái
cái khía cạnh mà như bao nhiêu người khác đó, người ta thông thường người ta đều nhìn nó chả có chuyện gì để mà có thể hiểu biết, có thể học hỏi cả. Nhưng mà từ một cái sự việc rất là đơn giản thôi, nó cũng thật ra nó cũng có chứa đựng cái ý nghĩa. Bởi vì một điều mình nên ghi nhớ rằng để mà làm tăng cái trí tuệ của mình trong cái việc học hỏi á, thì chúng ta không những có những lúc mà chúng ta nên đào theo cái chiều sâu, có những lúc chúng ta nên đào ý nghĩa chiều sâu, có lúc chúng ta nên nhìn theo cái chiều rộng. Học ở nhiều cái phương diện như vậy, đa chiều như vậy thì mình sẽ càng thấu hiểu hơn, càng thấu hiểu hơn. Rồi ở trong cái đoạn vừa rồi á, sư lượm ra được bốn chuyện để mà chúng ta có thể nhìn nhận, xem xét. Quý vị chờ sư chút xíu. Ai vậy? Alo, quý vị còn nghe hay không? Rồi, có bốn vấn đề, có bốn chuyện sư sẽ trình bày cho quý vị. Thiết nghĩ rằng tuy cái sự việc nó được nói như vậy, dường như chúng ta thấy có vẻ như là mình dễ hiểu, nhưng mà sư tin rằng nó có cái, ở đây có hai cái chuyện mà mình cũng hơi bị rối băng. Nhất là cái đoạn mà cái đoạn cuối đó, chẳng hạn như là sau đó khi trải qua đêm ấy, ngài đại đức Nagasena vào buổi sáng mặc y đi gặp đến đức vua đảnh lễ xong đã nói điều này. Khi đã ngồi một bên, đức vua mình đã nói về đại đức, mong rằng đại đức chớ có ý như vậy. Chính vì Nagasena đã được ta hỏi câu hỏi rồi, do tâm an nghĩ ngủ trọn đêm qua, xin ngài đừng nhận thấy như vậy. Thưa ngài, chọn đêm qua chẳng đã khởi điều này, vân vân vân. Cái đoạn đó nó cũng hơi rối băng, nó cũng hơi rối, nhưng mà mình nhìn kỹ lại á, nó cũng rất là hay, có cái ý nghĩa của nó. Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu, chúng ta làm lễ tam bảo nha. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Phật A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc cộng phàm mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư bậc người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Ở đây trong đoạn đầu tiên, đối với những người do nó cá đã nói với đức vua rằng là tâu đại vương thì khôn ngoan, vị thì khu là vị sáng trí. Thế rồi đức vua Milinda đã xác nhận lần này các khanh đúng là như vậy, vì chứng lão là bậc sáng trí. Người như vậy có thể là thầy dạy học, ba người học trò như chẩm, không bao lâu nữa thì có thể trở thành một bậc sáng trí, có thể hiểu được giáo pháp. Ở đây chúng ta nên ghi nhận một việc như sau. Đối với việc học hỏi, học tập và hỏi để mà biết, mình gọi là học hỏi để mà đi đến một cái kết quả tốt đẹp và có lợi, thì nó phải dựa trên cái hai yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất đó là phải dựa trên nền tảng của trí tuệ để mà nhận định về nhau, để mà nhận định về nhau. Và yếu tố thứ hai á, nó cũng rất là
cần thiết, nó cũng rất là cần thiết. Đó là cái khuynh hướng hợp với nhau, tức là có chung một cái khẩu vị đó. Thì phải dựa trên hai cái điều này, thưa quý vị, phải dựa trên hai cái điều này. Bất cứ một cái sự nhận xét nào, nó cần phải có sự can dự của trí, sự can dự của trí thì mới có thể chuẩn mực được. Cho nên vì thế ở trong cái trường hợp này á, chúng ta phải thừa nhận một việc rằng có những người á, có những người tuy người ta trình bày vấn đề nó chẳng đâu vào đâu hết, nó không có mang cái ý nghĩa gì rõ ràng, nó rất là mơ hồ, nhưng mà chẳng qua vì những người khác á, người ta không có nhận ra được điều đó, người ta không nhận điều đó, nghe lọt tai thôi, nghe nó khoái đúng, và cái sự thẩm định của họ nó không dựa vào trí. Nên chính vì thế tuy là như vậy nhưng mà vẫn được sự tán dương rất là đông nữa kìa, thậm chí rất là đông nữa kìa. Chẳng hạn sư nói ví dụ là đã có những cái trường hợp người ta đưa ra một số những cái lời chẳng hạn như là tận thế rồi này kia vân vân. Thì vấn đề này á, thật ra nó khởi nguồn từ những cái nguyên do rất là vô căn cứ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người tin chứ không phải là không đâu. Và một điều á, sư được biết như sau á, đối với những ai mà đã từng coi như là tung ra những cái chủ thuyết hoặc là những cái sự việc mà không có căn cứ, không có rõ ràng, không có đúng đắn, thì người ta đã từng có những người đưa ra một cái tâm niệm như thế này. Chúng ta nghe xong cái câu này là chúng ta phải thức tỉnh. Người ta nói như sau, người ta nói rằng là người ngu nói thì có người ngu nghe, người ngu nói thì có người ngu nghe, vậy thôi, đơn giản như vậy. Tuy nhiên qua cái câu nói đó, thưa quý vị, nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho chính bản thân của mỗi người, là để mà mình nhìn nhận một cái vấn đề gì đó thì lúc bây giờ mình phải xem xét lại bản thân mình, khi mà nghe cái việc đó mình có suy nghĩ kỹ hay chưa, có suy nghĩ kỹ hay chưa, hoặc là mình có nhìn nhận những cái vấn đề đó một cách đúng đắn với trí tuệ hay không. Chứ đừng có coi như là nhau, rồi cuối cùng để người ta nói cho một cái câu vô trong mặt á, là người ngu nói thì có người ngu nghe. Đó, người ngu nói thì có người nghe. Cái điều này á, làm cho chúng ta nhớ lại cái sự việc của cái vị thầy của ngài Sariputta và ngài Moggallana trong cái thời điểm ban đầu trước khi hai vị đó được gặp Đức Phật. Sau khi bị hai vị tuần tự đã trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, xong cái vì lòng bi mẫn muốn quay trở về để mà nhắc nhở, để mà tiếp dẫn cho người thầy trước kia của mình, do cái ân tình thầy trò với nhau, mới khuyên hãy bằng cái lời tán thán là bậc đạo sư đó là bậc giác ngộ, đó là bậc có sự hiểu biết, có trí tuệ, có những cái ân đức cao thượng. Nhưng mà nói làm sao nói, cuối cùng vị thầy đó chỉ nói lại có một câu thôi, nói là thôi thà coi như là đứng đầu giống như là đứng đầu một cái đám người mù người ngu á, còn hơn là đi ở đằng đuôi, đứng sau đít của những người mà có trí tuệ nhiều. Nói câu đó đó, chúng ta nên nhớ thì đó có cái ý trả lời như thế nào. Thì ở đây thưa quý vị,
Cho nên chính vì thế mà đôi lúc nó có những cái trường hợp á, khi mình hiểu như vậy á, mình cũng sẽ, thứ nhất là mình gặp ở trong cái tình trạng là mình gặp phải những vấn đề khi mà nhận định một ai đó, một chuyện gì đó, thì mình phải luôn nhắc nhở rằng là liệu ta có nhìn nhận vấn đề đó với trí tuệ một cách công bằng hay không. Đó là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai á, là nếu như mà trường hợp á, những vấn đề mà đã được mình thẩm định, nhận xét một cách trơn tránh, một cách đúng đắn rồi, sao lý do tại sao mình nói những người khác người ta không có ai tin, không ai nghe, hoặc là thậm chí mình buồn khi thấy rằng những mà mình thấy là đúng pháp có lợi ích không được nhiều ủng hộ, mà trong khi những điều vô bổ lại được phần đông rất là tán dương hô hào, thì khi gặp chuyện như vậy mình cũng bình tâm được, bình tâm được. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình hiểu rồi mà. Nguyên do là họ đã không có nhìn nhận cái sự việc bằng cái sự can dự của trí tuệ, thiếu trí tuệ, cho nên cái chuyện mà họ ngộ nhận, họ tán dương đối với những thứ mà không có xứng đáng như vậy, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi, thì không vì đó mà mình cảm thấy mình bực bội chính bản thân mình, hoặc là mình ganh tị, bất mãn. Chuyện này nó xảy ra, thưa quý vị, trong gia đình mình cũng có, đúng không? Đôi khi trong một gia đình nó có tới 4-5 đạo trong đó, 4-5 đạo trong đó, đạo coi bói nè, rồi người thì tin vô coi như là cúng bái nè, người thì coi bói sinh xăm nè, rồi người thì theo đạo này kia. Có mình là theo đạo Phật tu tập thiện pháp. Nên nhiều khi mình nói hoài không nghe, mình cũng buồn, chớ có nghĩ như vậy. Thì chúng ta nên nhận thức một điều rằng là để xác định một điều gì đó đó, thật ra nó phải dựa trên cái khía cạnh trí tuệ. Mà trí tuệ thì không phải rằng ai cũng lúc nào cũng nên chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Rồi, đó là cái lý do thứ nhất. Học hỏi cái gì phải dựa trên, để mà nhận định về nhau, xác định về nhau thì phải dựa trên nền tảng của trí. Cái này là cái chính. Cái thứ hai á, cũng rất là quan trọng, đó chính là cái khuynh hướng nó hợp với nhau nữa, thưa quý vị. Khuynh hướng nó hợp với nhau nữa. Cho nên chính vì thế mà kể cả trong việc học pháp á, kể cả trong việc học pháp và hành pháp cũng vậy nữa, có một số những vị cái cách trình bày nó phù hợp, với những đối tượng này, nhưng mà nó lại không có, nó không có lọt tai, nó không có phù hợp với những đối tượng kia, là bởi vì do cái khẩu vị của họ nó không có giống nhau. Chỉ khi nào mà chúng ta cùng có chung một cái khuynh hướng, một cái khẩu vị với nhau á, bây giờ chúng ta mới nếm trải được cái hương vị của nó một cách đồng bộ, nên ở về mặt này, thưa quý vị, nói thật với quý vị chứ, khi mà sư học với nhiều vị thầy, nghe những cái bài pháp của nhiều vị trưởng bối giảng, thì sư cũng phát hiện ra được điều này. Ở trong có những người, người ta phù hợp với những vị có một cái phong cách thuyết pháp rất là lịch sự, chuẩn mực, mẫu mực. Kể cả trong một cái lời nói chơi thì nó cũng rất là nghiêm túc, Thì đối với cái con người mà nó với cái gu này, thưa quý vị, thì rất là hoan hỷ, rất là tán thán. Nhưng mà nó có những cái trường hợp, có những người á, người ta lại hợp với cái cách giải quyết để mà giải thích vấn đề theo cái cách thực dụng thực tế. Thì cái gì mà cứ đưa vô trong coi như là thực dụng là lúc bây giờ người ta rất là chịu, ok. Rồi cũng có những người người ta
lại hợp với cái cách mà giải thích vấn đề qua những cái tình huống. Nó rất là nghe dường như nó rất là trận thượng, nó rất là trận thượng, nó rất là kỳ cục, nhưng mà nó chứa đựng cái ý nghĩa của Pháp trong đó, chứ không phải là hoàn toàn không có mang ý nghĩa gì hết. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài, cái vẻ bên ngoài nó có vẻ giống như là rất là buồn cười, nó rất là buồn cười, nó rất là nghịch ngợm, nó rất là nghịch ngợm, nó rất là trêu ngươi. Thì trường hợp này cũng có chứ không phải là không nữa. À, trường hợp này thật sự cũng có nữa nha. Sư không có nói ai, sư không có nói ai, nhưng mà sư biết là có trường hợp này. Có trường hợp này. Thì thưa quý vị, cái nào nó cũng có cái vẻ đẹp của nó. Ăn thua là cái gu của mỗi người thôi. À, cái gu và cái khẩu vị của mỗi người thôi. Kể cả trong một cái cách ăn mặc của mình mà cũng vậy mà thưa quý vị. Nó có gu khác nhau hết. Người nào hợp với nhau á, thì người ta sẽ đồng bộ, người ta chấp nhận. Chẳng hạn như thời này thưa quý vị, nó có những cái cách về thời trang của cái giới trẻ sau này, tuổi teen sau này ở Việt Nam, ở nước ngoài sư không biết làm sao, nhưng mà ở Việt Nam á thì sư chứng kiến, cho nên sư mới nghĩ đến chuyện đó thôi. Đôi lúc đi ra ngoài thấy người ta cái lớp trẻ thấy cách ăn mặc á, như là quần áo. Nói thật với quý vị nha, có những lần đầu tiên mà sư nhìn thấy, sư tưởng là sao quần áo gì đâu bị chuột gặm hay là bị rách tơi bời, sao không bỏ đi mặc mua cái khác. Khi mà tưởng như vậy thì lúc bây giờ người ta nói là không phải đâu sư ơi, phải cái kiểu của nó là như vậy đó, cái kiểu nó như vậy. Rồi kể cả về tóc nữa thưa quý vị, về tóc nữa. Về kiểu tóc để thú thật là mới đầu nhìn đó, mình tưởng là giống như là một người mà mới ngủ dậy mà chưa có chải tóc gì hết á, rồi để như vậy đi ra đường, hoặc là mới vừa bị tai nạn, nhất là bị điện giật á, xong rồi tóc giật đứng lên á, khi nhìn mình tưởng mình có cảm giác là như vậy, nhưng mà thật ra không phải. Cái kiểu đó, cái kiểu của nó, cái gu của nó là như vậy. Và với cái tâm lý, cái khuynh hướng của giới trẻ lúc bây giờ, nó cho như vậy là hot, như vậy là hot, như vậy là model, như vậy là đẹp. Còn cái kiểu của mình là khác, kiểu của mình là khác. Rồi trở ngược về xa xưa nữa thì cũng có cái gu khác nữa. Kể cả trong cái việc nghe nhạc cũng vậy nữa. À, cái việc hưởng thụ nghe nhạc cũng vậy nữa. Ở cái thời điểm nó sẽ có một cái gu nhạc khác nhau, cái sở thích khác nhau. Chính vì thế mà trong việc học pháp và hành pháp cũng như vậy, cũng như vậy. À, nói đến việc thực hành, việc hành á, thì quý vị biết có những cái câu nói, có những câu nói của những vị thầy á, tuy là đồng dạy về pháp hành thôi, nhưng mà có những câu sư nghe rất là đơn giản, rất là vắn tắt, rất là vắn tắt, và đôi khi nghe nó cũng rất là trận thượng, rất là nghịch ngợm, nhưng mà sư nghe mấy câu đó sư khoái quá, sư thích quá, hoan hỷ, bởi vì mình đếm được cái ý nghĩa của nó, đếm được, mình test được cái vị của nó. Chẳng hạn sư nói ví dụ với vị như thế này, khi mà vị có cái vị hành giả đó, có vị hành giả đến gặp thầy Thiền Sư Ujin, thầy Tây Chaniya, bây giờ tên của ông là Tây Chaniya, nói về vô ngã, nói trình bày quá trời luôn, quá trời thao thao bất tuyệt, nói đã đời xong lát nữa, lúc mà ngưng lại thì chờ hồi đáp của thầy, thì thầy chỉ gỡ cái mắt kiến xuống, thầy nói một câu sư nghe sư ngắm quá trời, thầy nói một câu là nhưng mà mình đi vào nhà vệ sinh á thì mình cũng phải để ý cái nhà nào là, chứ đừng có để đi lộn qua bên mình nam mà đi lộn qua bên nữ.
Đi như vậy là không được đâu. Đừng có đem cái vô ngã đi 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 vô mấy cái chỗ đó. Vô ngã có nghĩa là không có ai cả, à không có ai cả. Cái nào cũng như nhau hết, tất cả đều là pháp mà. Thì thầy nói như vậy, nhưng mà mình vô nhà vệ sinh mình phải phân biệt nha, chứ đừng có đem cái sự gọi là vô ngã mà đi đi vô trong đó là nó sẽ không ổn đâu, không ổn. Thì đại khái là như vậy đó quý vị. Những cái câu nó rất là thô sơ thôi, nhưng mà phải nói là giống như thật ra giống hợp với gu của mình, nó hợp với gu của mình, cho mình nghe mình khoái, mình hoan hỷ. Đôi khi người khác người ta nghe những cái chuyện đó, người ta thấy là chẳng hạn như có thể người ta cho là ồ nó đâu có gì liên quan, à, hoặc là nghe hình như nó hơi mất lịch sự chẳng hạn, à, nó không có được cái, nó không phải như vậy, không phải như vậy. Mình phải để ý đến cái ý nghĩa của nó đó, để ý đến cái ý nghĩa của điều mà vị ấy muốn nói đó. Cho nên chính vì thế mà đối với việc học cũng vậy nữa, việc thực hành cũng vậy nữa, cái khuynh hướng, à nó đúng gu với nhau, đúng gu với nhau nó sẽ hỗ trợ với nhau. Và cái việc nhận định của mình về nhau nó tùy thuộc vào cái vấn đề này rất là nhiều, vấn đề này rất là nhiều thưa quý vị. Rồi cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Vua Ngài nhìn nhận về Ngài Nagasena là bậc dựa trên sự đánh giá về về trí tuệ để mà đánh giá, à để mà đánh giá. Và đối với bản thân Ngài tự nhìn nhận về bản thân mình cũng vậy nữa, ừ, một cách công bằng, cách công bằng, và nó cũng phù hợp. Bởi vì tại sao? Cái thời đó không phải là thiếu bậc A-la-hán đâu, thưa quý vị. Nhiều, còn nhiều lắm. Kể cả những vị vô lậu bốn phân tích cũng có đầy. Chính những vị thầy mà tiếp độ Ngài Nagasena, cái vị mà đại đức mà đi bát trước cửa nhà của cậu bé Nagasena lúc mà Ngài chưa có tu suốt thời 7 năm trời. Vị đó đó, cái nội lực của vị đó là thành tựu được, coi như là có thể nhập được thiền viện đó, thưa quý vị. Thiền viện thì cái người như vậy á, chúng ta nên hiểu là cái trí tuệ của họ cỡ nào về pháp. Nhưng mà lúc bây giờ dù là gặp bất cứ những vị vô lậu nào, khi được hồi đáp, khi được trả lời, khi được vấn hỏi, tất cả những cái cách trả lời của những vị đó hình như nó không có lọt tai của Đức Vua. Bởi vì cái nguyên nhân không phải là vì các ngài không có trí tuệ, mà vì nó không có hợp gu, nó không có hợp gu với nhau. Cho nên đây là cái chuyện mà mình phải nhìn nhận. Nó đơn giản thôi, nhưng mà nó cho mình được nhiều nhiều những cái lợi ích để mà mình hiểu thêm chuyện lắm, chuyện trong cuộc sống đó. Cái hợp gu đó, nó quan trọng lắm. Ai hợp gu với nhau chơi với nhau hả, nói chuyện với nhau ok, còn người khác cái người ta không có chơi với mình được, hay là người ta thấy là mình cà chớn hay gì đó, thì cái chuyện đó là do không hợp gu với nhau thì thôi, chứ cũng không có vì đó mà mình không hiểu mình sẽ ghét người ta, mình sẽ ghét người ta. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á là Vua Ngài sau khi Ngài đã rất là hoan hỷ và xin với được cúng dường tôn giả Nagasena bằng những cái vật dụng, chẳng hạn như là đã chuẩn bị 108 phần ăn, à, để và dân một tấm mền len trị giá 100.000, à, 100.000, và bất cứ những cái vật dụng gì mà được phép có ở trong cái nội thành phạm vi của Đức Vua này, tài quản đó, thì Đức Vua đều thỉnh cầu Ngài Nagasena về việc đó. Tức là nói một cách đơn giản là bất cứ cái gì mà Ngài Nagasena thích đó, à, muốn đó, muốn có, nhưng mà nó phải được phép nha, phải được phép. Phép ở đây là được phép như thế nào? Được phép ở đây là được phép theo luật cho phép. À, được phép theo luật cho phép. À, những gì mà Đức Thế Tôn Ngài cho phép một vị khu sử dụng, à, sử dụng trong cái đời sống sinh hoạt á, thì cái đó được gọi là được phép. Được phép. À, bất cứ cái gì mà Ngài Nagasena muốn, nhưng mà được đúng hợp với luật cho phép, thì Ngài thích thì Ngài cứ việc nói ra, Đức Vua sẵn sàng Ngài sẽ dâng. Đó là như vậy. Sau khi đã
mở lời thỉnh cầu như thế xong, ngài nói cái xin án, ngài nói là ngài đã vừa đủ sống rồi. Cái câu đó là một cái câu khước từ. Khước từ ở đây muốn ám chỉ là hiện cái đời sống hiện tại của ngài là nó đã được rồi, nó ok, nó ổn định rồi, không có cần thiết phải thêm nhiều những thứ như đức vua ngài cung cúng như vậy đâu. Nó thừa thải, nó thừa thải, nó không có cần thiết. Cho nên ngài đã từ chối. Bởi vì đối với những vị tỳ khưu của tôi quý vị, dù là phàm thôi, nhưng nếu mà giữ gìn đúng theo cái tinh thần của luật tạng á, thì cái đời sống nó rất là tri túc, rất là tri túc, nó rất là ít dục, rất là ít dục. Nó chỉ có xoay quanh những cái nhu cầu vật dục rất là cơ bản cho cái đời sống sinh hoạt cá nhân của bản thân thôi. Nó rất là cơ bản, nó không có xa xỉ. Nói gì đến một vị có nhiều trí tuệ về pháp học, về pháp hành và thành tựu về pháp. Nên đời sống của các ngài không có cần, không có cần nhiều. Tuy nhiên, ngài Đức vua Milinda lúc bây giờ, vị ấy đã đưa ra hai cái lý do, và chính hai cái lý do này đã thuyết phục được ngài Nagasena tiếp nhận những cái sự cúng dường đó. Nói cách khó nghe đó chính là đưa ra hai nguyên nhân mà ép buộc đó, ép buộc để nhận đó. Nói vậy nó hơi khó nghe, nói dễ nghe là hai lý do đó nó đã thuyết phục được ngài Nagasena thọ nhận, vậy là hợp lý. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là Đức vua ngài nói rằng là nếu như mà ngài không nhận á, thì xem như sẽ có những người khác, người ta nhìn vô, người ta nói về ngài, ngài đã không có tạo được niềm tin gì, không có tạo niềm tin gì, không có lợi ích gì đến cho Đức vua hết. Cho nên chính vì vậy Đức vua ngài không có, dầu có luận pháp, có trả lời pháp, có nghe pháp, nhưng mà Đức vua chả cúng dường cái gì cho ngài hết. Đó là cái lý do đầu tiên. Lý do thứ hai á là vua Milinda nêu lên là xin ngài hãy thọ nhận, vì cái mục đích đầu tiên đó là chính là để bảo vệ chính bản thân, cái danh tiếng của chính bản thân ngài, để đừng có những cái lời đàm tiếu như dị nghị tầm bậy tầm bạ, do chỉ y cứ vào việc coi như là không có thấy cái gì hết được cúng dường, người ta không có niềm tin cho nên người ta không cúng đó, vậy thôi, người ta không hoan hỷ, người ta không cúng. Cái lời đó nó cũng có thể xảy ra. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là xin ngài hãy thọ nhận vì để mục đích bảo danh tiếng của trẫm. Đó chính là do cái sự cúng dường này thì người ta mới nghĩ đến Đức vua. Đức vua đã có được cái lòng tình tính, đã có lòng tín đối với ngài Nagasena và đối với những pháp mà do ngài đã thuyết. Đó là như vậy. Do hai nguyên nhân này, ngài Nagasena ngài đã trả lời với Đức vua rằng là tâu đại vương hãy là như vậy, hãy là như vậy, tức là đã ưng thuận rồi, đã bị vô thế, vì vô thế là phải nhận rồi đó. Là điều này quay trở lại làm cho chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của tín nữ Visakha trong thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị. Trong Luật Tạng Đại Phẩm có đề cập, Đại Phẩm tập 2, Mahavakkha, là trong cái sự kiện sinh dân, trong cái sự kiện chiêu tăng mà lúc đó chưa có y tấm mưa lõa thể, thì sự việc đó ngài nàng Visakha nàng đã xin Đức Thế Tôn là hãy ưng thuận cho nàng về tám điều. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài cũng trả lời một cái cách là khước từ, ngài trả lời một cách là Đức Như Lai đã vượt ra khỏi những cái điều ước muốn, tức là đối với Đức Phật thì không có còn, Đức Thế Tôn thì bây giờ là đời sống là ok rồi, không có cần phải mong mỏi kiếm gì hơn nữa. Không có cách chối như vậy.
Thì nàng Visaga ngài nàng mới mới trả lời, nói kính bạch Đức Thế Tôn, những điều này là hợp lý, những điều này là có lợi ích. À, những điều này là có lợi ích. Thì sau đó nàng mới liệt kê ra 8 cái điều. Và Đức Phật ngài hỏi là nguyên nhân gì mà sinh 8 điều này. À, thế rồi nàng đã tuần tự trả lời tất cả những cái lý do tại sao nàng lại sinh. Chẳng hạn như là sinh dân y tắm mưa đến sư tăng, với cái mục đích là vì cái sự lõa lồ là cái sự không có tinh khiết. Sự lõa lồ là cái sự coi như là không được tốt đẹp. Cho nên cái việc dân y tắm mưa như vậy để bảo vệ cho cái hình tượng của chị. Rồi chẳng hạn như việc dân cháo, dân vật thực cho những vị thì khu từ phương xa đến, nó cũng có nguyên nhân. Nàng trả lời hết tất cả những cái nguyên nhân rất là tốt đẹp. Thế rồi cái mục đích của nàng đó, là nói thêm được rằng sau khi mà đã cúng dường như vậy thì từ đó trở về sau, nếu như có một vị tỳ khu ở cái trú xứ đó, trú xứ mà nàng đã thực hiện cái việc 8 cái pháp cúng dường ở trú xứ đó, thì có mệnh chung qua đời, được nghe báo, được nghe nói về sanh thú hoặc là cái quả vị tác chứng của vị ấy, thì lúc bây giờ lại thêm một lần nữa nàng khởi lên cái tâm hoan hỷ với cái thiện pháp mà mình đã làm. Bởi vì á, bất cứ một vị tỳ khu nào đã lọt vào trong cái khu vực đó thì đã từng có thọ dụng về 8 pháp mà nàng đã dâng cúng. À, đó, cho nên chính vì thế mà từ cái điều đó làm cho nội tâm của vị ấy càng thêm hoan hỷ. Đức Thế Tôn ngài nghe xong ngài cảm thấy quá hợp lý. Quá hợp lý rồi. Cho nên ngài đã chấp thuận. Ngài đã chấp thuận thượng vị. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng không phải là hễ là mình có cái gì á mình cho người ta là xong chuyện, không phải như vậy. Đối với những người mà hàm hố, những người mà có cái ý đồ không có tốt hoặc là quá tham lam thì cái đưa gì cũng hốt hết á, cái chuyện đó mình khỏi cái bàn rồi. Còn đối với những trường hợp mà người ta có liêm sĩ, ta biết đủ thì cái việc thọ nhận nó phải có một cái nguyên nhân nó chính đáng đối với cái lý do tại sao họ cúng dường, và kể cả chính đáng đối với lý do tại sao mình lại nhận vật đó mình dùng á, là nó có cần thiết hay không cần thiết. Chính đáng ở cả hai phương diện. Đó là điều mà chúng ta nên hiểu. Cho nên chính vì vậy mà vừa những bậc vua chúa khi mà thỉnh cầu chư tăng, đâu phải lúc nào coi như là, đối với những vị mà thánh tăng á, đâu phải lúc nào cũng ỷ vào cái lời thỉnh cầu rồi sau đó cứ suốt ngày coi như là yêu cầu đòi hỏi hết thứ này qua hết thứ khác đến những người cư sĩ, làm phiền những người cư sĩ. Không có chuyện đó xảy ra, thưa quý vị. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải nhìn nhận, thừa nhận về cái giữa cái sự liên hệ giữa người cúng và người nhận, nó phải luôn luôn nghĩ tốt về nhau, nghĩ đến cho nhau thì nó mới ok được, nó mới tốt đẹp được. Và hơn nữa một chuyện mà ta phải thừa nhận đó chính là cái dụng, quý vị, những gì mà mình cho biếu tặng, những gì mà mình làm cho người khác, những gì mình làm cho người khác thì chính những điều đó nó cũng nói lên, nó cũng phản ảnh cái gì của người đó trong lòng mình nhiều hay là ít. Thật sự là như vậy đó. Nên quý vị biết tại sao có những trường hợp là những người con của mình hoặc là những người thân của mình, nếu mình cho mình cho, tại sao có những lúc mà chúng ta cho không có đồng đều, hoặc là có những cái sự việc mà mình quan tâm đến những người
gần mình, những người thân của mình, nó không có đồng đều. Đó là vì cái vị trí của mỗi người trong lòng mình nó khác nhau. Mình phải thừa nhận cái chuyện này. Cho nên cái vật cho hoặc là những điều gì mà mình làm cho người khác, nó cũng nói lên cái tình cảm của mình. Mà ở đây là cái lòng tịnh tính của Đức Vua cho đối với Ngài Nagasena đã rất là tốt rồi, đã rất là cao rồi. Nói đến vấn đề này, sư nhớ đến một cái câu chuyện. Ở trong cái thời đại, ở trong cái đoạn lịch sử nói về ông vua Càn Long đó, thưa quý vị. Ông đó được xem như là một vị vua có cái tuổi thọ, có cái tuổi thọ cao nhất trong các vị vua trong cái thời hoàng đế hồi xưa. Ông sống đến như 91 tuổi sao, chỉ nhớ ông là mình 91 tuổi, tuổi thọ ông cao thật rồi. Hơn nữa cái đặc tính thứ hai của vị đó là vị đó thật ra là một vị nhìn chung trên cái khía cạnh của lịch sử cũng là một vị minh quân, có trí tuệ, xử lý công việc ok, rất là tốt, chứ không phải là ham tủ, ham sắc hay là ăn chơi vô độ hay là ác ôn gì, không hẳn là như vậy. Vị này về cái thái độ trị quốc cũng tương ok. Với cái đặc tính thứ ba là đối với vị đó có một cái tính là rất là phong lưu. Rất là phong lưu, thưa quý vị. Phong lưu tức là đa tình á. Phong lưu rất là đa tình. Cho nên ở trong hậu cung á, khi mà lịch sử á, người ta nói có những cái bà phi tần á, thì chúng ta biết rồi, nhiều phi tần mà có chung một chồng mà, thì ai cũng muốn tranh cái sự sủng ái của người chồng dành cho mình. Cứ ngày nào tháng nào mà ông vua ông cứ tới cái chỗ của cái cô đó riết, cái bà vợ đó riết, đó là năm bà kia buồn. Ông cứ tới chỗ nào nhiều là những bà còn lại buồn, cứ như vậy. Kể cả những cái món đồ mà vị ấy tặng á, nó cũng nói lên cái sự đắc sủng của vị nào ở trong chốn hậu cung. Cho nên cái cô nào á mà tặng cái cài tóc nó hơi đặc biệt một chút, đặc biệt ở đây là mình cổ có, mấy người kia không có, hoặc là có thì cái chất liệu nó không được ngon lành bằng, hoặc là cái áo choàng ấm mền, đồ trang sức gì đó đẹp, người kia không có, thì lúc bây giờ mấy người kia sẽ tất cả những ánh mắt sẽ quay vào tập trung nhìn có một cô đó với cái thì vẻ đầy cái sự ghen tị. Bởi vì tại sao? Bởi vì thông qua những cái thứ đó đó, ai cũng biết rằng là cái vị trí của cô này trong lòng của ông vua nó chiếm vị trí rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy mà một điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là những gì mà chúng ta làm, những gì mà chúng ta đối xử, những gì mà mình biếu tặng thông qua nó chỉ là những vật dụng thôi. Tuy nhiên nó cũng có ý nghĩa của nó. Nó cũng nói lên tâm tư, cái vị trí của người đó trong lòng mình như thế nào. Và ở đây Ngài Nagasena, Ngài đã, Đức Vua Minda, Ngài đã bày tỏ cái tấm chân tình, cái lòng tịnh tính của Ngài thông qua một cái lời tác bạch cúng dường nó rất là hậu hĩnh, những cái đồ quý giá, những cái phần ăn thơm vị, và bất cứ những cái vật gì mà được phép mà Ngài thích ở trong cái khu vực nội thành này đều ok hết. Rồi, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là Đức Vua Ngài nói với Đức Nagasena, thật ra cái lòng tin của chẩm đối với vị Pháp nó đã được thiết lập rồi, nhưng mà chẩm chưa có thể xuất gia, vẫn không thể xuất gia được. Cho nên chẩm cũng giống như là con sư tử bị nhốt trong lòng,
Tuy là nó ở trong cái lòng vàng như vậy, nhưng mà tâm tư của nó lúc nào nó cũng nhìn ra bên ngoài. Nó hướng đến cái đời sống tự do, nó hướng đến một cái đời sống của bậc xuất gia. Vì ấy đã lấy cái ví dụ như vậy. Bởi vì cái nguyên nhân là vì đó nói rằng là nếu như mà chậm sống cái đời sống xuất gia thì sẽ chắc thọ mạng của chậm nó sẽ không được lâu, bởi vì có nhiều kẻ thù, Thì điều này thưa quý vị, thật ra đối với cái cuộc sống ở trong cõi dục giới, khi mà chúng ta đạt được cái địa vị càng cao, có được càng nhiều những thứ mà tốt đẹp nhất, thật ra đằng sau lưng của mình á, là cái mối nguy hiểm á, nó đang trực chờ cũng nhiều một cách tương xứng với nhau, chẳng hạn như mình nói rất là đơn giản thôi, mình xấu hoặc là cái sắc đẹp của mình không có nổi trội thì có ai đâu ganh tị, đâu có ai ganh tị đâu. Mình bước vào trong một cái buổi sinh nhật, một cái buổi dạ hội chẳng hạn đi, nếu như mà mình ăn mặc hoặc là cái nhan sắc của mình hoặc là cái sự lịch lãm của mình nó bình thường thôi thì đâu có bị ai ghét, đâu có bị ai xí hí há gì đâu, hoặc là liếc mắt hay là gì đâu, đâu ai để ý mình đâu. Mình đi đâu cũng được ok, rất là không có sợ bị người ta nói sụt xì sau lưng rồi dèm pha hay là gạt chân hay là chọt cù lét, không bị chuyện đó. Nhưng mà mình càng nổi trội bao nhiêu, mình càng đẹp, mình càng đẹp trai nè, mình càng lịch sự nè, mình càng có gia thế nè, mình càng có nhan sắc nè, bao nhiêu nè, đi vô mấy chỗ đó, thật ra những ánh mắt khác người ta luôn luôn người ta chầu chực, người ta dòm, người ta soi mói, thậm chí coi như là xù xì, nữ thì xù xì về nữ, nam thì coi như là ganh ghét theo kiểu nam. Nói chung là đối với năm dục á, mình càng có được bao nhiêu thì cái mối nguy hiểm của nó sẽ càng chầu chực bấy nhiêu. Tuy chúng ta ít khi nào mình thấy ra được cái việc này lắm, nhưng mà nó có chứ không phải là không. Kể cả một vị vua đó, thưa quý vị, thật ra cái sự đi lại của vị ấy với những người có chức có quyền nó rất là hạn chế, đâu phải mình thích đi đâu mình đi đâu. Còn mình là người coi như là không có địa vị, không có tài sản gì nhiều để cho người ta xăm soi đó, thì mình thích đi đâu mình đi vậy, mình rất là tự do, không có cần phải sợ sạch cái gì hết á. Hơn nữa cái quá trình để mà tranh đấu, để mà đạt được, có được nhiều thứ ở trong cõi dục này, thưa quý vị, cho dù mình sống nó không có ác ý, nó không có hãm hại đến người khác, nhưng mà nó vẫn phải chịu cái sự đố kỵ, cái sự ganh tị của nhiều người khác. Cho nên chính vì thế mà mình phải nhìn ra được cái vấn đề này. Nó giống như dao hai lưỡi, vậy. Rồi. Cái chuyện thứ tư cũng phải lẽ là ở cái đoạn cuối á, sư nghĩ rằng hồi nãy cô Nguyên Trang đọc á, không biết trong lớp chúng ta có hiểu không, sư đoán chắc chúng ta cũng hơi bị rối rối, không hiểu rõ lắm, nó giống như nó sao sao, nó mập mờ. Sư đọc lại cho quý vị nghe nha. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này: mong rằng Ngài Đại Đức chớ khởi ý như vậy. Chính vì Nagasena đã được ta hỏi câu hỏi rồi, do tâm hoan hỷ đã không ngủ trọn đêm qua, xin Ngài đừng nhận thấy như vậy. Thưa Ngài, trọn đêm qua trẫm đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được ta hỏi, điều gì đã được Ngài Đại Đức trả lời, tất cả đã được hỏi một cách đúng đắn, tất cả đã được Đại Đức trả lời một đúng đắn. Vị trưởng lão cũng đã nói như vậy, mong rằng đại vương chớ khởi ý như vậy. Chính vì Đức Vua Milinda đã được ta trả lời câu hỏi rồi, tâm hoan hỷ đã thức trọn, xin đại vương đừng nhận thấy như vậy. Tâu đại vương,
Trọn đêm qua tôi đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được Đức Vua Milinda hỏi? Điều gì đã được ta trả lời? Tất cả đã được Đức Vua Milinda hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ta trả lời một cách đúng đắn. Như thế, hai bậc khổng long ấy đã tùy hỷ về việc đã khéo ăn nói với nhau. Đọc sơ qua mình thấy nó hơi rối rối. Hơi rối rối, mình chưa hiểu, mình chưa định hình được cái ý của hai vị là muốn nói về vấn đề gì. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, đại khái á, cả hai á đã suy nghĩ tốt về nhau, tức là không có suy nghĩ quấy về nhau. Bằng chứng là theo như cái cách trình bày mình hơi khó hiểu một chút. Ở đây nó cũng giống như trong tiếng Anh đó, người ta gọi là report speech, giống như là cái theo cái văn phạm của câu tường thuật đó. Mà cái này nó qua nhiều lớp, nói về cái ý nghĩ của người khác hoặc câu nói của người khác hoặc suy nghĩ của người khác, cho nên khi mà mình chưa có định tâm lại thì mình sẽ thấy nó hơi rối rắm, hơi rối sắm trong đó. Nhưng ở đây đại khái là mình nên hiểu như thế này: Đức Vua Ngài muốn xác định, Đức Vua Milinda muốn xác định với Đại Đức Nagasena rằng là cái việc hoan hỷ, cái việc hoan hỷ của Đức Vua đối với này Ngài Nagasena, đó là một cái việc hoan hỷ suy nghĩ tốt về cho cả hai, cả cho mình và kể cả đối phương. Tức là cả người hỏi và người trả lời đã làm việc một cách hợp lý, một cách đúng đắn. Cho nên vì nguyên nhân đó mà Đức Vua Milinda đã hoan hỷ suốt một đêm không có ngủ được. Chứ đừng có nghĩ rằng ngài Nagasena đừng có sau khi đã trở về cái trú xứ của mình rồi nghĩ quấy rằng là ông vua ổng sẽ tự mãn về những cái câu hỏi của chính bản thân ổng, và chính vì cái sự thỏa thích trong tự mãn đó, ổng sẽ hân hoan không ngủ được suốt một đêm. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu cái ý của cái đoạn này nó là như vậy đó. Và cả hai giống như là xác định với nhau là sẽ không nghĩ xấu về nhau. Đức Vua không nghĩ ngài Nagasena là tự mãn trong vấn đề của chính bản thân mình, và ngược lại ngài Nagasena cũng sẽ không có nghĩ về Đức Vua là vị đã tự hoan hỷ và tự mãn với chính cái trí tuệ thông minh của mình đã đưa lên những câu hỏi như vậy. Có nghĩa là cả hai đối phương không có nghĩ quấy về nhau. Và một điều chúng ta nên nhớ rằng cái mà nguyên nhân đầu tiên nó tạo nên cái sự chia cách đó, thưa quý vị, đó chính là chúng ta nghĩ về nhau không có tốt. Chúng ta nghĩ không tốt về nhau, nghĩ xấu về nhau. Cho nên từ đó nó sẽ có những cái khoảng cách. Khi mà mình nghĩ tốt về nhau thì chúng ta sẽ dễ gần nhau hơn, mình sẽ dễ chơi với nhau hơn, dễ nói chuyện với nhau hơn và dễ làm việc với nhau hơn. Ở trong Luật Tạng có một câu chuyện mà sư đã nói cũng nhiều lần. Chính câu chuyện làm sư rất là ấn tượng. Tức là có hai vị tu, có hai vị tỳ khưu tranh luận với nhau về một vấn đề về luật. Thì cái vị kia nói là vị này phạm luật. Vị này chối nói là cái này tôi cảm thấy là tôi không có phạm luật. Nếu không phạm luật, đại đức đã nói không đúng về tôi. Sau đó sự việc mới đem hết cho nhóm này, hai vị nào cũng đi bày lại với các nhóm, các vị tỳ kheo khác. Có những vị tỳ kheo thì hợp gu với cái cách trình bày của vị cáo tội. Có nhóm các vị tỳ kheo thì hợp với cái cách trả lời hay cái cách trình bày của cái vị bị cáo tội. Cho nên chính vì thế từ cái mâu thuẫn đó thưa quý vị, nó sanh ra ở trong cái hoàn cảnh là dẫn đến những người lân cận, những hội chúng bắt đầu nó có cái sự xích mích
cãi cọ đối với nhau, nó bắt đầu nó rối rối với nhau. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn trong trường hợp đó ngài đã kêu hai vị đến, và ngài giải quyết vấn đề như thế này. Đối với cái người mà cáo tội á, thì Đức Phật ngài dạy như sau. Ngài dạy: ngươi hãy nghĩ về bạn đồng phạm hạnh của mình như sau, vì đó là vị có liêm sĩ, là người có sự tự trọng, là người có sự hiểu biết. Cho nên chính vì thế mà những gì mà vị đó nhìn nhận là không có phạm tội, hoặc là có phạm tội thì sẽ là đúng đắn. Cho nên hãy tin tưởng về người đó là như vậy. Rồi xong Đức Phật ngài mới dạy, ngài kêu quý vị mà bị cáo tội mà cãi là mình không có. Ngài mới dạy quý vị đó như sau, là hãy nghĩ về người bạn đồng phạm hạnh của mình như sau, vị ấy là bậc sáng trí, có sự hiểu biết, những gì mà vị ấy đã nhận thức đúng đắn theo pháp, theo luật, thì như vậy nó sẽ là đúng đắn. Cho nên nếu thật sự đã được nhắc nhở như vậy thì ta hãy sửa sai về điều đó. Thì ở đây thưa quý vị, một điều chúng ta nên nhìn nhận như thế này. Trong cái trường hợp đó, Đức Phật ngài không nói gì đến, ngài không nói gì đến đúng hay sai, và ngài chỉ nhắm đến cái yếu tố là giải quyết vấn đề là đôi lúc có những trường hợp cái chuyện đúng hay sai nó không quan trọng nữa, mà nó cần được giải quyết ở chỗ là chúng ta hãy nghĩ tốt về nhau. Cho nên ở đây thưa quý vị, đó là một cái mà mình cũng cần phải để ý, thật ra mình ghét người khác hay là mình không hợp, mình không thích người này kia, mới đầu nó khởi từ một cái nguyên nhân là mình nghĩ xấu về người ta, cho nên mình từ bỏ được cái đó đi, mình từ bỏ bớt cái đó đi, thì lúc bây giờ chúng ta sống ở đâu chúng ta cũng hòa hợp, cũng tốt đẹp, cũng ok, làm việc ở đâu nó cũng sẽ trôi chảy, nó không có chỏi, nó không có nhiều những cái lộn xộn vướng mắc. Đó là như vậy thưa quý vị. Nên ở cái đoạn cuối này đoạn cuối này mình nên hiểu là ý của hai vị này là muốn nói đến là tôi không có nghĩ xấu về ngài và mong rằng ngài được cũng đừng có nghĩ xấu về tôi. Ý là như vậy. Và cả hai thật sự đã không có nghĩ xấu về nhau. Rồi. Thôi xin chấm dứt cái bài học ở đây cũng vừa phải lễ rồi. Phần còn lại thì xin gửi cho lớp học năm 1 thầy giáo. Nam mô tham ma gia, nam mô sang khaya. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư huy niệm để giảng giải cho chúng con bài học của buổi tối ngày hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ con thấy sư té lên té xuống, con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mít lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanupavena sadasauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanupavena sadasauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanupavena sadasauti. Và bằng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, Xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê tà hình
Ta tham ma đa nê na pa văn tu pu chi ta thân ca rõm tê tha vi ha ra măng đà lê. Thế cha cha mắn cha na hoa ca cha phình ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha ki răng sa tăng tham mô tham mắm tha ra cha bung ga la sang ko ho. Tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba we đi tê y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hô nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nhà ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằng à xá quá khá già quá hằng hồ tu na gát tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nơi tâm trong ngày vị lai và Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là tối thứ sáu ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam là sẽ lại là ngày học vi dự pháp của thầy Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nguyên Như xin kính trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Xà thú xà thú xà thú.